một con tỳ hưu khổng lồ. Nó chẳng những có thể thôn phệ liệt hỏa của thiên đình, thậm chí còn có thể hút nước từ dưới đông hải. Riêng sự tồn tại của tỳ hưu đã là một sự thần kỳ, mà cái nơi con tỳ hưu này ngự trị càng là một chốn tiên cảnh huyền bí. Tam giới lưu truyền một câu chuyện rằng, ở trên đỉnh núi Côn Luân có một tòa thần điện gọi là Yên Vân Độ, ở nơi đó có một chiếc cân vô lượng, cân này có thể cầm cố hết thảy mọi vật trên thế gian, cùng với đó sẽ đổi lại mọi mong ước sở cầu của người trao đổi. Hôm nay, một tên ma vương không mời mà đến, hắn từng cầm cố thọ mệnh đổi lấy công pháp tu luyện, hiện giờ hắn lại hối hận, muốn chuộc lại thọ mệnh của mình, nhưng linh hồn của chiếc cân vô lượng đã bác bỏ thỉnh cầu của hắn, thọ mệnh vốn là thứ đã chết, không thể chuộc lại. Ma vương không cam lòng, hắn muốn phá hủy cân vô lượng, chủ nhân của Yên Vân Độ đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sau vài chiêu giao hữu, Bích Tà Thần Quân huyễn hóa ra chân thân của mình. Không sai, chân thân của Bích Tà là một con tỳ hưu khổng lồ, thần quân sau đó cùng đại chiến với ma vương một trận. Chung quy thì ma vương vẫn không phải là đối thủ của Bích Tà Thần Quân, hắn chỉ còn nước vắt chân lên cổ chạy thoát, mà thần quân phía này vì thôn phệ quá nhiều ma khí cũng bị ngộ độc khá nặng, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. 100 năm sau, một đôi nam nữ bay đến Yên Vân Độ, nam tử tên gọi là Độ Hành, trong tay chàng cầm một món tín vật nhưng lại chẳng nhớ rõ nguồn gốc của nó từ đâu mà có. Nữ tử tên gọi là Bạch Mẫu Đơn, là một hoa tiên tu luyện thành tiên tử, nhìn thấy thứ tín vật này, Tiểu Bạch cũng tỏ ra kinh ngạc, bởi vì trong tay nàng cũng có một thứ tín vật có cái đuôi giống y như vậy, khác mỗi phía trên không có con khôi lỗ nhỏ. Lần này vô tình gặp nhau trên đường đến Yên Vân Độ, Độ Hành còn ra tay cứu Tiểu Bạch khỏi ảo trận công kích, hai người vừa gặp đã nảy sinh thiện cảm. Lúc cùng nhau tiến vào đại điện Yên Vân Độ, hai người Độ Hành nhìn thấy một nữ chủ nhân thần bí, mà xứng linh của cân vô lượng thì lại là một nam hài khả ái, ta cuối cùng cũng đợi được ngài rồi. Độ Hành chẳng hiểu ra sao, vì sao xứng linh lại quen biết mình. Đợi lúc đứng lên cái đĩa của cân vô lượng thì Độ Hành mới hiểu ra, thì ra trước đây chàng đã cầm cố ký ức và tình yêu một kiếp của mình, hai thứ này có thể gộp lại thành ký ức. Lần này Độ Hành muốn chuộc lại ký ức nhưng lại thất bại, xứng linh nói rằng ký ức của Độ Hành đã chết rồi, ký ức đều là chuyện cũ, không nhớ nổi thì cho qua. Độ Hành nghĩ như vậy cũng không cố chấp nữa, nhưng khi quay sang nhìn Bạch Mẫu Đơn, chàng dường như nhìn thấy một nữ tử khác đang mặc hồng y đứng đó. Tiểu Bạch cũng chẳng thèm để ý ánh mắt của Độ Hành, lần này nàng đến Yên Vân Độ cũng là có đại sự. Gần đây Hoa Vương Giao Quân bị người hạ độc trong Bách Hoa Yến Hội, Tiểu Bạch quyết đoán dùng thọ mệnh của mình đặt lên bàn cân vô lượng đổi lấy tin tức về hung thủ. Nhưng có một điều kỳ lạ là xứng linh lại phát hiện ra Tiểu Bạch chẳng hề có thọ mệnh, đường đường là mẫu đơn tiên tử sao lại không có thọ mệnh. Độ Hành thấy vậy muốn trợ giúp điều tra, Tiểu Bạch vui vẻ bằng lòng. Nhưng lúc Tiểu Bạch trở lại Hoa Linh Đảo, nàng lại bị Hoa Trà tỷ tỷ phản đối. Tiểu Bạch sau đó lén lút dẫn theo Độ Hành đến khu rừng đầy sương mù điều tra manh mối khác. Quả nhiên ở chỗ này, Độ Hành phát hiện ra một miếng lệnh bài bị vỡ nát. Tiểu Bạch ngay lập tức nhận ra đây là ấn ký của một tên đạo đồng Thiên Môn Tông phái. Hai người bay đến Thiên Môn Tông hỏi tội, lại không ngờ bắt gặp có kẻ đang tu luyện ma công hại người. Nhưng xem ra đạo đồng xấu số đã toi mạng, đạo nhân thấy chuyện bại lộ liền muốn giết người diệt khẩu, Độ Hành quyết liệt chống trả. Đúng lúc này, một tên trưởng lão của Thiên Môn Tông từ trên trời giáng xuống. Đạo nhân thấy là người mình liền quay lại cắn ngược Độ Hành, nói chàng là hung thủ giết đạo đồng. Cãi nhau không ra kết quả, cả đám quyết định rủ nhau đến Yên Vân Độ dùng cán cân vô lượng đổi lấy chân tướng mọi chuyện. Chuyện đến nước này đã chẳng thể lừa gạt. Lúc đến cửa Yên Vân Độ, đạo nhân hiện ra nguyên hình, hắn đã bị ma khí nhập thể rồi. Đã như vậy, tên đạo nhân này còn cố cãi chày cãi cối, một trận đại chiến diễn ra không khoan nhượng. Sau cùng, môn chân trưởng lão quyết định thanh lý môn hộ, dùng pháp thuật khống chế rồi đánh cho tên đệ tử nổ tanh bành. Xem ra, hung thủ sát hại Hoa Vương chính là tên đạo nhân này, thưởng phạt phân minh, kẻ thù ác đã được lôi ra ánh sáng. Vì để đa tạ sự tương trợ của trưởng lão Ngôn Chân, Hoa Trà đem một lãng hoa đến tặng, nhưng Ngôn Chân chẳng hề biết được rằng những đóa hoa này chứa kịch độc nhiếp hồn tán. Từ nay về sau, mọi mệnh lệnh do Hoa Trà đưa ra, Ngôn Chân phải phục tùng vô điều kiện. Hoa Trà mang theo Ngôn Chân trưởng lão đi đến Yên Vân Độ, muốn thao túng hắn đổi lấy ngay vào Hoa Vương của Hoa Linh giới. Tâm bất thiện như vậy, xứng linh đương nhiên không đồng ý. Hoa Trà tức giận chất vấn chủ nhân Yên Vân Độ, nữ tử này chỉ lạnh lùng nói cho Hoa Trà biết rằng Giao Quân đã bị hạ độc chỉ là Hoa Vương tạm thời, Hoa Vương chân chính sẽ chẳng bao giờ thay đổi, người đó chính là Bạch Mẫu Đơn. Hoa Trà nghe xong thất kinh một trận, sau đó lại khẩu xuất cuồng ngôn, ta nếu đã giết được Giao Quân, Bạch Mẫu Đơn này lại là cái thá gì, quả nhiên là ngươi đã sát hại sư tôn. Tiểu Bạch một đường theo dõi mà tìm đến Yên Vân Độ, hai bên cãi nhau một lúc không vừa mặt liền đại chiến một trận. Độ Hành đi theo Tiểu Bạch cũng lao ra hỗ trợ, trận đại chiến phi thường căng thẳng.
Nhưng đúng lúc này, một trận thiên hỏa đột nhiên rơi từ trên trời xuống cắt đứt ba người. Thì ra lúc Giao Quân còn sống, Vương Mẫu nương nương hạ chỉ bách hoa phải nở vào mùa đông để chúc mừng nhân hoàng đăng cơ. Tiểu Bạch sau đó không chịu khuất phục mệnh lệnh vô lý này, cho nên chọc giận Vương Mẫu. Trận thiên hỏa này chính là nhằm vào Tiểu Bạch mà giáng xuống. Đồ Hành lúc này bất ngờ hóa hình thành bản thể Tỳ Hưu khổng lồ, chăn làm đủ mọi cách dập tắt ngọn thiên hỏa. Nhưng thiên hỏa này vô cùng lợi hại, hút vào không có được, mà dùng nước dập cũng chả xong. Trong phút chốc mà Đỗ Hành đã bất lực nhìn Tiểu Bạch chịu nỗi khổ thiêu đốt thân thể, dù bị thiên hỏa thiêu đốt, Tiểu Bạch vẫn cố chết đuổi theo Hoa Trà về Yên Vân Độ. Hoa Trà sau đó điều khiển ngôn chân đánh đến Tiểu Bạch, nhưng đúng lúc nguy cơ thì Đỗ Hành cũng kịp thời lao đến giải vây. Mắt thấy Bạch Mẫu đơn sắp chịu không nổi mà tiêu tan thành mây khói, Đỗ Hành không đành lòng nhảy lên bàn cân vô lượng, chàng muốn dùng tiên vận đổi lấy sự trùng sinh cho Bạch Mẫu đơn. Mất đi tiên vận, Đỗ Hành sẽ chẳng còn trường sinh bất tử. Lời vừa thốt ra, Bạch Mẫu đơn ở bên kia bàn cân đã sống lại. Lần trùng sinh này làm cho Tiểu Bạch công lực tăng mạnh, nàng sau đó nuốt lệ vào trong, đích thân ra tay báo thù cho Giao Quân. Sau trận đại chiến, Tiểu Bạch thương tổn nguyên khí mà hôn mê bất tỉnh, mà vào lúc này, Đỗ Hành phát hiện ra nữ chủ nhân của Yên Vân Độ, thế mà lại giống Tiểu Bạch như đúc. Ở trước giường bệnh của Tiểu Bạch, Hồng Mẫu Đơn kể ra chuyện xưa của mình. 100 năm về trước, Hồng Mẫu Đơn được một vị thần quân pháp lực cường đại cứu sống, từ nay về sau nàng yêu luôn thần quân. Hồng Mẫu Đơn tỏ tình, nhưng thần quân lại lạnh lùng cự tuyệt. Sao lại có một ngày, thần quân cùng đại ma đầu quyết chiến một trận ác liệt, sau đó thì chúng ma độc khó giữ được mạng. Vì cứu thần quân, Hồng Mẫu Đơn đặt tiên vận trường sinh bất lão của mình lên bàn cân vô lượng, nhưng như vậy còn chưa đủ, thần quân không còn cách khác, dùng cả vị trí chủ nhân của Yên Vân Độ cùng với tất cả ký ức của mình, như vậy mới miễn cưỡng chữa khỏi ma độc. Trước lúc lên bàn cân, Hồng Mẫu Đơn nói lời ly biệt, cho dù chàng mất đi ký ức cũng không sao, chúng ta sẽ lại quen nhau một lần nữa. Từ nay về sau, thần quân rời khỏi Yên Vân Độ, mà Hồng Mẫu Đơn thì lại ngồi lên vị trí chủ nhân nơi này. Nàng bắt đầu chờ đợi một ngày gặp lại người ấy. 100 năm sau, thần quân đột nhiên trở về, chỉ có điều người đã quên đi tất cả ký ức năm xưa. Mà lúc này thần quân cũng có một cái tên mới, gọi là Đỗ Hành. Bên cạnh thần quân cũng nhiều thêm một người, gọi là Bạch Mẫu Đơn tiên tử, một cô nương thiên chân khả ái không màng thế sự. Mới vừa rồi nàng còn bị vây khốn ngoài ảo trận, may mà Đỗ Hành ra tay cứu giúp chuyển nguy thành an. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều ngẩn ra, vì sao mới chỉ lần đầu gặp mặt lại như đã từng quen biết từ lâu. Lúc đứng trên bàn cân vô lượng, Đỗ Hành cũng đã biết được nguyên nhân mình mất đi ký ức. Thì ra cả tình yêu lẫn ký ức đều bị Đỗ Hành mang ra cân đếm đổi lấy thứ khác rồi. Trăm năm trước, đối mặt với lời tỏ tình của Hồng Mẫu Đơn, Đỗ Hành từng nói: ta thân là Tỳ Hưu, có năng lực thôn vệ vạn vật, tự lấy thất tình lục dục của mình đánh đổi xây lên Yên Vân Độ, chấn áp vạn ác của thế gian này. Điều nàng muốn ta không có. Vậy mà giờ đây nhìn đến đôi mắt mỉm cười của giai nhân, trên đời này cỏ thơm dễ tìm, giai nhân khó kiếm, vậy ta đây liền dùng công đức đổi về tình yêu. Hóa ra tình yêu đã cầm cố đi rồi vẫn có thể chuộc lại. Công đức, tiên vận, thậm chí cả địa vị đều không phải là không thể vứt bỏ, chỉ là còn phải xem là vì người nào. Hiện giờ Tiểu Bạch hôn mê, Hồng Mẫu Đơn trông thấy dáng vẻ khẩn trương của Đỗ Hành thì tan nát cõi lòng, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể thốt ra một câu như vậy: vậy người ấy sau đó thế nào rồi? Người ấy sau đó đã quên đi tất cả, đi yêu một người khác. Hồng Mẫu Đơn một hơi kể ra chuyện xưa của mình, mà Đỗ Hành trong lòng đã hiểu ra tất cả. Một bên là người có ân cứu mạng mình, đau khổ chờ đợi cả trăm năm qua. Một bên là bèo nước tương phùng, lại được chính mình liều mạng cứu sống. Đỗ Hành biết chọn sao cho phải. Trăm năm chờ đợi, chỉ đổi lại một câu không cần gặp lại. Tình cảm thực chất cũng chẳng phải là ân tình. Dù cho nàng có hy sinh tất cả, người ấy không nhất định sẽ yêu nàng. Đừng nói rằng ba đời ba kiếp, dù cho 500 năm luân hồi, nàng cũng sẽ chẳng đợi được người ấy. Hồng Mẫu Đơn giờ đây đã bừng tỉnh đại ngộ, nàng quyết định sẽ buông tay. Nhưng nàng cũng chẳng biết rằng tất cả mọi chuyện đều bị ngôn chân nghe hết. Tên đạo nhân này luôn mơ ước làm chủ nhân Yên Vân Độ. Một hồi đại chiến ác liệt là điều không thể tránh khỏi. Trong tình yêu mà bạn trở thành thế thân cho người khác, biết chọn lựa thế nào cho phải. Tiểu Bạch ở trong mộng gặp được một người giống mình như đúc. Thế nhưng trời lại không chiều lòng người. Hôm sau Tiểu Bạch đi đến Yên Vân Độ, muốn hỏi cho rõ ràng chuyện về người tỷ tỷ Hồng Mẫu Đơn này. Nhưng còn chưa có kịp nói ra điều gì, ngôn chân xông vào phá đám. Hắn chỉ trích Hồng Mẫu Đơn đã sử dụng thuật phân hồn, vừa làm chủ nhân Yên Vân Độ, vừa chiếm đoạt ngai vị hoa vương của hoa linh giới. Hóa ra khi ấy ngôn chân trưởng lão căn bản không hề trúng nhiếp hồn tán của Hoa Trà. Hắn giả vờ bị người thao túng chỉ vì lợi dụng Tiểu Bạch tìm ra bí mật về Yên Vân Độ. Hiện giờ bí mật đã bị lộ ra, ngôn chân cũng bày ra bộ mặt thật, hắn muốn chiếm Yên Vân Độ làm của riêng mình. Thời khắc nguy cấp, Đỗ Hành chạy đến, mà lúc ba người hợp lực chiến đấu mới phát hiện, ngôn chân đã sớm rơi vào ma đạo.